chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ có một clip game bài giữa Ngô Anh Vinh và Hồ Dữ Hán. Luật chơi như cũ thôi, 4 chữ, BIKE và một mulligan, một let's try. Các bạn phải xịn xăm để biết ai đi trước. Ok, vô. 1, 2, 3. Ok, Hán first. Yeah, let's go. Hán đi trước, Hán em chơi cái gì trước Hán? 183. 183 nha mấy bạn. Ok, let's go boy. Giờ tới bạn Vinh. Oh shit, yeah. Yeah, bro.
Muy bien, ¿no? Thôi rồi, BIK, tôi BI. Ê, không được.